toàn tính phải gieo rất kỹ, chứ nếu không kỹ nó sẽ rớt đập vô dây điện, rất là nguy hiểm nha. Anh ơi, năm ơi, năm ơi, đi vô trong nhà nó con rồi. Rồi con có ai có bằng keo không? Chú ơi, có ai có bằng keo không? Bấm mất cái cổng dây điện rồi. Vô đèn. Ở trên đó có một cọng dây điện nó đang bị hở ra, anh lấy bằng kiếm bằng keo đen để quấn lại nha. Bây giờ đã có băng keo đen rồi cả nhà. Đây đây là cuộn băng keo đen. Có hai cuộn luôn. Đọt nó đang máng vô trong cái ổ điện. Giá đỡ đã vậy. Gì? Một rồi đó. Đó. Giờ anh Tùng đang lấy băng keo lên quấn mấy cái chỗ dây điện nó bị hở nha. Cái chỗ đó nó rất là nguy hiểm luôn. Sao á? Rớt xuống rồi à. Kêu bỏ vô trong cái áo này dễ thải lên. Rồi. Rút vô trong nữa. Nè.
bé bỏng quá. Đứng trong đó kìa. Trời ơi. Sao anh à? Bên đây nè, đứng bên nhánh bên đây nè. Nhất ba làm. Trời ơi. À. Điện này không có cúp nha, điện còn vẫn còn sống đàng hoàng nha. Giật vô. Nó giật rồi. Giật tê tê cả nhà. Rất là nguy hiểm. Nó lắc luôn. Giờ anh Tùng lên trên đó cắt nhánh nhỏ anh nhỉ.